Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Vỡ đập Tứ Xuyên, nhiều ngôi làng biến mất. Kính thưa quý vị, rạng sáng ngày hôm qua, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Đan Ba, châu tự trị dân tộc Tạ Cam Tô, tỉnh Tứ Xuyên. Rất nhiều cư dân mạng đã đăng tải đoạn video về trận lũ kinh hoàng này. Nước lũ lao tới, rất nhanh đã nuốt trôi nhiều ngôi làng trên đường mà lũ đi qua và một số ngôi làng đã biến mất trong nháy mắt. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông Bắc Kinh, vào rạng sáng hai ngày trước đó, tại Mai Long Câu, thị trấn Bán Phiên Môn, huyện Đan Ba, châu tự trị Cam Tô, tỉnh Tứ Xuyên do đất đá đổ từ trên núi xuống chặn đứng dòng sông Tiểu Kim Xuyên nên đã hình thành một đập nước. Từ thông tin của ban tuyên giáo của đảng ủy quận Đan Ba, châu Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên cho biết các đập nước bị vỡ và tràn ra hướng xuống hạ lưu, nhấn chìm và phá hủy những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện. Hiện tại hơn 20.000 người đã được sơ tán và di chuyển đến khu vực an toàn. Dương Hoa, một người dân ở Mai Long Câu nói rằng trận lở đất xảy ra vào lúc 3 hoặc 4 giờ sáng khi anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hào của người dân trong làng rằng đã xảy ra một vụ lở đất. Người dân trong làng nhắc nhở nhau kịp thời di tản. Sau đó lở đất dẫn đến đập nước bị phá hủy và gây ngập lụt trong ngôi làng. Đoạn video tại hiện trường cho thấy vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi cây cối mọc um tùm và hầu hết các ngôi nhà ở vùng núi Hẻm Lánh đã bị nước bùn và đá tàn phá. Ngoài Mai Long Câu ra, các ngôi làng ở vùng hạ lưu của sông Tiểu Kim Xuyên cũng bị chịu thảm họa bởi vỡ đập nước. Các nhân viên công tác của ban tuyên giáo huyện Đan Ba nói rằng đập chắn nước khiến các con đường trong khu vực Lạng Thủy Lan bị gián đoạn và một vụ lở đất đã xảy ra tại làng A Nương Trại của Lạng Thủy Lan. Đến 12 giờ ngày hôm sau, đập tại Mai Long Câu với cơ bản đã ổn định nhưng nước lại bắt đầu tràn ra. Nước sông đổ xuống vùng hạ lưu con sông gần làng A Nương Câu đã cuốn trôi những ngôi nhà và phá hủy con đường của làng. Ngoài ra các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực cùng các phương tiện thông tin liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 1,7 km, nhà máy điện Mai Long Câu bị phá hủy, còn nhà máy điện Nương Câu đang đứng trước nguy cơ. Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải khiến người xem phải thất kinh. Nước lũ khổng lồ từ thượng lưu lao nhanh xuống đến mức một số ngôi làng lớn biến mất trong nháy mắt, mà từ đỉnh núi đất đá đột nhiên đổ xuống nước chửng và chôn vùi nhiều ngôi làng. Cho tới bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi vẫn còn đang ngủ. Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng 2 ngày trước, vỡ đập ở tỉnh Tứ Xuyên lũ lớn đến mức hai ngôi làng biến mất ngay tức khắc. Hơn 20.000 người khác đã được rời đi. Tuy nhiên, có 2 người bị mất tích. Ở các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Một trận lở đất đá đã xảy ra ở huyện Đan Ba, tỉnh Tứ Xuyên, khiến các ngôi làng trong vùng sâu bị chôn vùi. Hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người dân đã chết. Theo thống kê, lũ lụt và lở đất đá đã xảy ra ở 10 nơi của khu vực huyện Đan Ba, phá hủy khoảng 22 km đường xá và 30 km sông ngòi. Hầu hết các loại hoa màu và cây trồng của dân làng đã hoàn toàn bị tàn phá. Đập nước ở Đan Ba Tứ Xuyên vỡ khiến cho nước lao xuống phá hủy các ngôi làng trên đường nơi lũ quét qua. Nhiều ngôi làng gần như bị san phẳng. Trong số đó, ở A Nương Câu, châu tự trị dân tộc Tạ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, chỉ còn lại 15 ngôi nhà trong toàn bộ ngôi làng sau khi lũ đi qua. Lũ lụt khiến cây cầu với vốn đầu tư 140 triệu nhân dân tệ cũng đã bị phá hủy. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, tất cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường nói rằng nhiều người bị mắc kẹt trong nhà của các ngôi làng bị ngập lụt, 14 người trong số họ đã được giải cứu thành công, còn 2 người khác thì bị mất tích. Một số cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video tiết lộ rằng thành phố Cảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngập lụt.
các phương tiện truyền thông của chính quyền địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp những bức ảnh cái gọi là chuyển năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở các khu vực bị thiên tai thì lại bị bỏ qua. Cư dân mạng nhao nhao để lại bình luận, đảng cần giữ thể diện, cho nên nhân dân không thể đòi mạng. Nếu Đập Tam Hiệp xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ lại làm một bộ phim lớn đại quốc chống lũ. Chiết Giang mở cả 9 cửa xả lũ, mặt sông như biển gặp bão, cá bắn tung lên trời. Quý vị thân mến, sau khi hồ chứa Tân An tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc lần đầu tiên mở cả 9 cửa xả lũ, nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy nhìn từ mặt sông, người ta có thể liên tưởng tới thảm họa thiên nhiên kinh hoàng y như trong những thước phim điện ảnh. Vào 9 giờ sáng qua, hồ chứa Tân An ở tỉnh Chiết Giang đã mở 9 cửa để xả hoàn toàn với tổng lưu lượng là 7.800 mét khối mỗi giây. Đây là lần đầu tiên mở toàn bộ cửa xả lũ của con đập sau 63 năm kể từ khi hồ chứa Tân An được xây dựng. Mực nước của hạ lưu sông Tân An tăng hơn 5 mét và người dân dọc theo đường sông đã sơ tán trong đêm. Theo báo cáo chính thức, việc xả lũ bắt đầu vào sáng 2 ngày trước đó. Ban đầu 3 cửa được mở ra, sau đó là 5 cửa và sau đó là 7 cửa. Đến 9 giờ sáng qua, tất cả 9 cửa đã được mở. Theo video ghi lại, áp lực nước mạnh đã khiến mặt sông trông như đại dương nước trước cơn bão lớn. Đài truyền hình Đông Phương cho biết, với tốc độ dòng chảy 7.800 mét khối trên giây, thì sau 30 phút xả lũ, lượng nước được xả có thể lấp đầy Tây Hồ. Trước việc đập thủy điện mở cửa toàn bộ 9 cổng xả lũ, toàn thành phố Hàng Châu đã bố trí 938 cơ sở lưu trú tránh lũ, khẩn cấp di chuyển 43.808 người tới nơi an toàn. Theo một video được cư dân mạng công bố, kể từ khi hồ chứa Tân An bị ngập lụt, mực nước ở hạ lưu sông Tân An đã tăng rất cao. Chỉ trong 24 giờ, mực nước sông đã tăng hơn 5 mét. Đoạn video cho thấy quá trình nước dâng cao, hồ chứa nước Tân An lúc đầu mở 3 cửa để xả lũ, mực nước dâng cao hơn 1 mét, lũ lụt tràn ra lối đi ven sông, tiếp tục mở thêm 2 cửa. Mực nước dâng cao hơn 2 mét và hơn một nửa đoạn vỉa hè ven sông đã bị nhấn chìm, tiếp tục mở 2 cửa nữa và mực nước tăng hơn 1 mét. Cái chòi bên sông chỉ còn nhìn thấy đỉnh. Khi 9 cửa xả được mở hoàn toàn, cái chòi này đã bị ngập hoàn toàn. Sau khi hồ chứa Tân Cương mở tất cả 9 cửa xả nước lũ, gần như tất cả các thành phố và thị trấn ở hạ lưu sông đều bị ngập lụt. Nhiều ô tô và ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, nước sông đã lên tới tầng 2 và một số nơi có độ sâu là 10 mét. Từ video dưới đây, chúng ta có thể thấy được sức mạnh của việc xả lũ là rất khủng khiếp. Trong đó, nước thì bắn tung lên cao hàng chục mét, khiến cá bay tung tóe trên không trung. 5 ngày, 5 trận động đất liên tiếp gần đập Tam Hiệp, điều lo lắng nhất đã xảy ra. Thưa quý vị, vấn đề an toàn của đập Tam Hiệp đang được thế giới rất quan tâm và giả thuyết về nguy cơ vỡ đập đã tràn lan trên mạng. Mặc dù chính quyền Trung Quốc kiên quyết bác bỏ nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, nhưng nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng một trong những nguyên nhân có thể khiến đập Tam Hiệp bị vỡ chính là động đất. Và bây giờ, điều các chuyên gia lo lắng nhất đã bắt đầu khi mà những trận động đất đang xảy ra liên tiếp ở thượng nguồn Tam Hiệp. Cụ thể, vào lúc 4 giờ 7 phút sáng hôm nay, một trận động đất với cường độ 3,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhã Nhĩ Cái, Châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, ở 34,1 độ Vĩ Bắc, 102,68 độ Kinh Đông với độ sâu tâm chấn là 8 km dưới lòng đất. Trong khi đó, Châu A Bá nằm ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp. Sau 31 ngày cảnh báo mưa lớn liên tục kể từ tháng trước, hồ chứa nước đập Tam Hiệp đang ở mức báo động. Áp lực nước quá lớn nên đập Tam Hiệp nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử đã khiến chính quyền Trung Quốc phải xả đập với lưu lượng nước lớn để cứu nguy. Tuy nhiên, tình cảnh ngập lụt vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm vì mưa lớn vẫn liên tục diễn ra. Thậm chí, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc và Phượng Hoàng, Cổ Trấn, tỉnh Hồ Nam còn bị ngập hoàn toàn. Trong khi đó, Trùng Khánh cũng đã bị ngập lụt nặng. Cộng đồng ở Vịnh San Hô, Đại Kiều, bên sông Dương Tử cũng nhận được thông báo yêu cầu cư dân sống trong các khu nhà có 4 tầng trở xuống, chuẩn bị đối phó với nước lũ cao nhất kể từ năm 1981. Ngoài trận động đất vào sáng sớm hôm qua, theo mạng lưới địa chấn Trung Quốc, lúc 1 giờ 55 phút chiều hôm qua, một trận động đất 3,7 độ Richter đã xảy ra ở thị trấn Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, tại tọa độ 28,17 độ Vĩ Bắc,
104,77 độ Kinh Đông, độ sâu tâm chấn là 9 km dưới lòng đất. Vào 5 giờ 37 phút 2 ngày trước đó, một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter xảy ra ở huyện Trường Ninh, Nghi Tân, Tứ Xuyên tại tọa độ 28,33 độ Vĩ Bắc, 104,95 độ Kinh Đông với độ sâu tâm chấn là 11 km. Lúc 0 giờ 13 phút 3 ngày trước đó, một trận động đất khác mạnh 3 độ Richter xảy ra ở Nội Giang, huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên tại tọa độ 29,48 độ Vĩ Bắc, 104,54 độ Kinh Đông với độ sâu tâm chấn là 10 km. Trong cùng ngày, lúc 3 giờ 34 phút, huyện Giang Thành, trấn Phổ Nhị, tỉnh Vân Nam tại tọa độ 57 Vĩ Bắc, 101,98 độ Kinh Đông cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter, độ sâu tâm chấn là 10 km. Vào lúc 6 giờ sáng hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão trên diện rộng, kèm theo đó là đối lưu không khí mạnh như dông và gió bão. Tính đến ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 26 tỉnh, ước tính có trên 10 triệu người mất nhà. Bóng dáng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thấy đâu. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!